Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin qua trình đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần nhận định của bình luận gia Đại Dương. Đại Dương xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đón xem phần phân tích thời sự liên quan đến chủ đề ảnh hưởng mùa xuân Ả Rập đối với Bắc Phi và Trung Đông. Kính thưa quý vị, chúng ta biết ông Muammar Gaddafi đã bị lật đổ và bị giết. Nhưng tới nay cái tình hình đó nó như thế nào? Thưa quý vị, Hội đồng chuyển tiếp quốc gia hiện nay đang cố gắng tập hợp những số người mà từng cầm súng chống lại với lại Gaddafi để trở thành một cái gọi là quân đội quốc gia. Nhưng mà cho tới nay cũng còn trục trặc. Thứ nhất là ông lãnh tụ của một cái nhóm Hồi giáo và gọi là chiến đoàn Hồi giáo. Họ có một cái lực lượng cỡ 25.000 quân đã tham gia vào cái cuộc lật đổ Gaddafi. Và thưa quý vị, đó là một cái lực lượng chính trong cái cuộc chiến đó. Nhưng ngày nay họ không chịu giao vũ khí, họ không chịu gia nhập vào quân đội. Họ nói rõ ràng rằng mọi người đa số thì đều muốn trở về đời sống dân sự, nhưng mà cũng không cản trở một số người đã tham gia vào cái lực lượng gọi là quân đội quốc gia. Nhưng họ luôn luôn họ không chịu giao súng. Có nghĩa như thế nào? Có nghĩa họ lý luận hai điều. Một á, là nói rằng nếu bây giờ họ phải ra trước camera, ra trước cái máy thu hình để mà giao súng thì cái điều đó tất cả họ đều không muốn. Cái lý do thứ hai họ nêu là nếu bây giờ mà cái lực lượng thân với Gaddafi lại nổi lên ở khắp nơi thì họ cho rằng cái quân đội quốc gia không đủ sức kiềm chế. Nhưng mà thực ra tất cả cái lực lượng thân Gaddafi hiện nay thì có ít hy vọng để mà dấy lên một cái cuộc nổi dậy chống lại với chính quyền mới, tức là Hội đồng chuyển tiếp quốc gia. Một cái đề nghị thứ hai họ nói là bây giờ hãy giao cho họ đi về phía Saba, tức là về phía nam sa mạc phía nam, để mà ổn định. Đó là một cái cứ điểm của Gaddafi trước đây. Và để ở cứ điểm, nhưng mà cho tới giờ phút này thì phe của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia chưa chấp thuận. Và ông tư lệnh đó, Redim, ông ta nói một cách rõ ràng là nếu không được sự chấp thuận của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia thì chắc chắn là lực lượng của ông ta 25.000 quân không thể tiến về phía Saba. Ông ta nêu lý do là nếu bây giờ ngày nay chúng tôi đến đó không với một cái cương vị rõ ràng thì nay mai các ông cũng như quốc tế có thể gán cho tôi cái tội là tôi tiếp tay hay là tiếp sức cho Al-Qaeda. Và ông ta xác nhận rằng giữa Al-Qaeda và cái nhóm Hồi giáo, chiến binh Hồi giáo của ông ta hoàn toàn khác biệt. Và ông ta nói rằng cái số người mà Al-Qaeda mà có đã xâm nhập ở Libya thì rất là ít. Như thế, hiện nay Libya đang đặt trong một cái tình huống rất là khó xử, bởi vì sau khi ông Gaddafi bị lật đổ suốt 42 năm cai trị thì lại để một khoảng trống chính trị rất lớn. Và vì hiện nay thì giữa cái phái cầm súng và giữa cái phái không có súng đang chưa có thỏa hiệp được với nhau và chưa biết rằng tình hình đi Libya sẽ đi như thế nào, trong khi cái số vũ khí thất lạc của quân đội Gaddafi đã lọt vào tay phiến quân rất là nhiều mà người ta chưa có xác định được nó nằm ở đâu và cái số lượng là bao nhiêu. Nhưng mà biết chắc rằng những cái tay súng đó họ sẽ không sẵn sàng giao trả súng đạn lại cho Hội đồng chuyển tiếp quốc gia. Đó là một cái dấu hỏi. Và tất cả những chiến binh họ nói rõ ràng thông qua với ông lãnh tụ Redim là tất cả mọi người Libya đều muốn thực hiện gọi là một cái chế độ trong đó lấy luật Hồi giáo làm căn bản. Và họ không có thích thú lắm với một cái chính quyền gọi là thế tục. Đó là một mấu chốt mà cần phải giải quyết, chưa biết đến lúc nào. Xin cảm ơn quý vị đã đón xem. Và sau cùng kính mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt trong ngày liên quan tới hội nghị APEC tại Hawaii. Vạn Lý xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Châu Á-Thái Bình Dương, tức APEC,
Tổ chức này được thành lập vào năm 1989 để cải thiện hợp tác kinh tế và tự do hóa mậu dịch giữa 21 quốc gia thành viên. Cuộc họp năm nay được tổ chức tại Honolulu, Hawaii. Và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi buổi tiếp xúc của chúng tôi với ký giả Nguyễn Văn Khanh để tìm hiểu về cuộc họp thượng đỉnh năm nay. Xin kính chào anh Nguyễn Văn Khanh. Aloha từ Hawaii, một lần nữa tôi là Nguyễn Văn Khanh xin được gửi lời chào đến chị Vạn Lý và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN. We are ready. Tất cả chúng tôi đã sẵn sàng để đón tiếp các phái đoàn 20 đại diện cho 21 quốc gia về thành phố Honolulu để dự thượng đỉnh APEC năm 2011. Đó là điều mà không phải chỉ báo chí ở tại Hawaii nói đến, mà phải nói là ngay chính người dân ở tại thành phố này cũng đang nhắc nhở mọi người. Họ nhắc nhở cho mọi người biết rằng là trong vòng 48 giờ đồng hồ nữa, thưa với chị Vạn Lý và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, chúng ta sẽ có một cuộc thượng đỉnh, một cuộc họp thượng đỉnh quan trọng. Đại diện của 21 quốc gia đã có mặt ở tại đây và kể từ chiều ngày hôm nay, người ta sẽ chào đón các vị nguyên thủ của 21 quốc gia tham dự. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ có mặt ở đây vào ngày thứ năm tuần này. Cũng vào buổi sáng ngày thứ năm thì sẽ có hai buổi nói chuyện quan trọng diễn ra. Buổi nói chuyện đầu tiên là buổi nói chuyện của ông Timothy Geithner, ông tổng trưởng tài chính của nước Mỹ. Ông sẽ nói về vấn đề kinh tế và tài chính của các quốc gia trong vùng châu Á Thái Bình Dương. Và sau đó là buổi nói chuyện của bà Hillary Clinton. Bà sẽ nói về chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trong những thời gian sắp đến đối với lại những quốc gia bạn cũng như là đồng minh ở tại vùng châu Á Thái Bình Dương. Đó là những gì mà chúng tôi xin được mở đầu cho bản tường trình ngày hôm nay và xin được trở lại studio ở Washington với lại chị Vạn Lý. Kính thưa anh Khanh, anh có thể cho biết về vấn đề an ninh đối với tiểu bang Hawaii nơi tổ chức hội nghị APEC 2011? Khi mà chị Vạn Lý đặt cái câu hỏi liên quan đến vấn đề an ninh thì tôi cũng phải nói thật một điểm rằng là một mặt thì là người dân Hawaii họ rất vui mừng khi mà họ đón tiếp tất cả các phái đoàn. Tổng cộng có 750 người thành viên đại diện cho 21 quốc gia sẽ đổ về đây kể từ ngày hôm nay. Và trong khi đó thì ngay chính anh em nhà báo của chúng tôi con số lên đến 2.500 người. Họ cũng nghĩ đến cái chuyện là mọi người sẽ tiêu một khoản tiền khổng lồ. Các khoản tiền có thể là từ 750 triệu đô la cho đến 1 tỷ đô la trong vòng 5 hoặc là 7 ngày sắp đến. Nhưng mà bên cạnh đó thì họ cũng không có vui lắm với lại vấn đề an ninh. Lý do là họ biết rằng là an ninh bắt buộc là phải chặt chẽ. 21 vị nguyên thủ các quốc gia sẽ có mặt ở tại đây. Và đương nhiên, cái chuyện mà họ không hài lòng là tất cả những đường phố lớn ở tại thành phố Honolulu đều sẽ bị ngăn chặn, chỉ dành riêng cho những người có thẻ của APEC mới được quyền lái xe ra vào. Người dân bắt buộc là phải đi những cái đoạn đường xa hơn, quanh co hơn. Thành ra người dân một mặt thì vui, nhưng mà một mặt khác thì họ cũng không hài lòng về vấn đề đó. Cũng liên quan đến vấn đề an ninh thì ngay chính các giới chức đặc trách an ninh của Hoa Kỳ họ cũng loan báo cho báo chí biết. Họ bảo rằng là không có điểm gì đáng lo ngại cả. Và họ tin tưởng rằng là APEC 2011 sẽ là một trong những cuộc họp thượng đỉnh của các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương mà an ninh được bảo vệ chặt chẽ nhất. Thưa anh, bên cạnh về vấn đề an ninh, lý do tại sao chọn Honolulu, Hawaii để tổ chức hội nghị APEC 2011 và cái vai trò của Hoa Kỳ như thế nào đối với hiện tình thế giới hiện nay khi Hoa Kỳ chủ tọa cho hội nghị quan trọng kỳ này? Có lẽ là tôi xin phép được chia câu hỏi của chị Vạn Lý đặt ra thành hai phần. Phần thứ nhất là lý do tại sao lại chọn Honolulu, lại chọn Hawaii. Đây là cái điều rất là dễ hiểu. Bao giờ cũng vậy, các vị nguyên thủ quốc gia luôn luôn nghĩ đến cái thành phố hoặc là cái tiểu bang được gọi là quê nhà của mình. Tổng thống George Bush trong thời gian cầm quyền, ông cũng đã từng làm cái điểm đó. Ông đã từng đưa thượng đỉnh G8 về đến thành phố Houston là thành phố quê nhà của ông. Lần này cũng thế, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, ông xuất thân từ Hawaii, từ Honolulu. Do đó cái chuyện ông mang thượng đỉnh APEC 2011 về đây, đây là cái điều mà mọi người không ai ngạc nhiên cả. Cái điểm thứ nhì nữa là đừng quên là trong suốt thời gian Tổng thống George W. Bush đang nắm quyền thì hầu như là cả thế giới đều lên tiếng than phiền, và đặc biệt nhất là những quốc gia ở vùng châu Á Thái Bình Dương họ than phiền, họ bảo rằng là dường như là Tổng thống lo chuyện Trung Đông, Tổng thống lo chuyện Afghanistan, chuyện Iraq, lo chuyện chống khủng bố, thành ra Tổng thống quên chúng tôi. Lời hứa mà Tổng thống Barack Obama ngay sau khi ông đắc cử, ông bảo rằng là ông hãnh diện là một vị Tổng thống xuất thân từ châu Á Thái Bình Dương, và ông hứa là ông sẽ có một cái kế hoạch làm việc chặt chẽ hơn với những quốc gia trong vùng. Và đó cũng chính là cái lý do tại sao mà người ta thấy là một trong những quyết định của ông là khi mà Hoa Kỳ đứng ra để tổ chức APEC, ông chọn ngay Honolulu, chọn ngay tiểu bang Hawaii là nơi
ông sinh trưởng là quê nhà của ông. Phần thứ nhì của câu hỏi mà chị Vạn Lý đặt ra là vai trò của Hoa Kỳ như thế nào. Tôi nghĩ rằng là vai trò của Hoa Kỳ luôn luôn quan trọng. Ai cũng biết rằng là Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đang ở trong cái giai đoạn khó khăn về kinh tế, khó khăn về tài chính, tỷ lệ người thất nghiệp 90%, vân vân và vân vân. Điều cái điểm đó có gây cái trở ngại cho cái vai trò chủ nhà của nước Mỹ hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Tất cả mọi người đều hiểu rằng là mọi chuyện không có thể giải quyết được nếu không có sự tiếp tay của nước Mỹ. Thành ra bất kể là Washington đang gặp những cái khó khăn như thế nào đi chăng nữa, kể cả những khó khăn chính trị mà Tổng thống Barack Obama phải đối phó, thì người ta cũng luôn luôn tin rằng là chắc chắn là vai trò của Hoa Kỳ vẫn là vai trò quan trọng nhất, ở không phải là chỉ ở thượng đỉnh APEC 2011 mà ở bất kỳ một cuộc họp thượng đỉnh nào khác. Thưa với lại chị Vạn Lý. Xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Khanh. Cũng xin được cảm ơn chị Vạn Lý, và nếu mà tôi nhớ không lầm thì là người Hawaii khi mà họ nói lời cảm ơn thì họ nói là Mahola, Mahalo. Xin được gửi lời Mahalo đến chị Vạn Lý và quý vị khán thính giả của SBTN. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin ngắn của chúng tôi với ký giả Nguyễn Văn Khanh về hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2011. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những diễn tiến về hội nghị này trong những ngày sắp tới. Xin kính mời quý vị đón xem. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hành của bản tin Hoạt Tình Đốn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hành lần tới.